Thế bây giờ con đi đây, mẹ bảo nè. Đi. Mon ơi, đi đây. Mon ơi. Rồi, bây giờ mẹ hỏi cô Vi nha. Ai là người đã làm đổ cà phê của mẹ? Hả? Con hay là Mon? Sao thế? Sao không nói? Ừ, sao im re thế? Mon ơi, đi đây nào. Có phải là Mon làm đổ xong rồi Mon trốn nãy giờ Mon không 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 chịu ra không? Con đi vào gọi Mon đây cho mẹ nào. Đi đi. Mềm như thế hả cô Bi? Hả? Rồi, ngồi đây. Mon. Mon. Chứ phải Mon làm đổ cà phê của mẹ không? Hả? Xin lỗi mẹ đi. Mon. Bữa sau không kèo lung tung nữa nha Mon nhé. Phải Mon không? Mẹ có mua quà cho hai đứa này. Nhưng mà bây giờ làm đổ cà phê của mẹ rồi thì mẹ có nên phạt không nhỉ? Có nên phạt không Bi? Ừ. Bi ơi, có nên phạt em không? Ừ. Em hư nè, bữa nay em hư rồi nè. Nào, đây là mẹ mày lấy đồ cho nào. Nè, con mẹ mua những gì cho hai đứa nha. Đây, mẹ mua một đồng nhãn này. Một lốc sữa men tiêu hóa này. Bây giờ uống cái gì? Hay là ăn nhãn nha. Đây, mẹ bóp cho hai đứa nào. Đây nha, cô Bi ngoan đây, mẹ bóp cho cô Bi trước này, cô Bi phụ mẹ dọn dẹp này. Rồi, đây là của Mon nè. Mon đợi tí nha. Nè. Đấy, Bi ngoan mẹ cho Bi á.